xin chào tất cả mọi người đã có mặt tại VinWonder ngày hôm nay. Alright, và như bạn chưa biết thì đây là đội Sunlight. Trưởng nhóm là Kobe. Cả nhà vỗ tay cho trưởng nhóm ạ. Thì ngày sao các bạn lại xuất hiện ở đây ngày hôm nay vậy? Cái lý do mà các bạn đến xuất hiện ngày hôm nay đó chính là vì cái chiến thắng của ngày hôm qua các bạn ạ. Các bạn đã thắng thử thách gì vậy? Các bạn thắng thử thách House Dance. Có hai vòng, vòng đầu tiên là bịt mắt nhảy house. Thì cả hai vòng các bạn đều vượt qua. Nhưng mà có một cái fact rất là ngu ngốc một chút. Đấy là có hai vòng đúng không? Thì định sắp xếp là vòng 1 là một đội thắng, vòng 2 hai đội thắng, xong cuối chương trình hai đội đấu với nhau. Xong thế nào đội này thắng cả hai vòng, thế là hôm qua là xong chương trình bị sợ. Đấy là cái này một cái fact. Thế là do đội này chất đúng không? Ừ thì chắc thế rồi. Đó thì bọn anh cũng giới thiệu luôn, thì hôm nay anh với cả anh Bùi Hoàng Tiến Đạt sẽ là tour guide của bọn em. Mặc dù anh cũng không rõ được lắm, nhưng mà anh tin là chúng ta có thể cùng nhau và đi khám phá. Khám phá cùng nhau. Ok. Và sẽ trải nghiệm hết VinWonder trong buổi sáng ngày hôm nay. Cùng nhau, ok. Ok, bây giờ mình có phỏng vấn ai không bạn? Chắc là gương mặt nào trông khả ái tí đi. Để hỏi cảm nhận thì hay là cái cậu cười cười, cái cậu mũ. Ừ, được đấy. Bạn cao nhất đúng không? Bạn kia kìa. Cái bạn mà mặc sơ mi ấy. Mời bạn lên đây với bọn mình một chút được không ạ? Ok. Cả đội cho bạn một tràng pháo tay ạ. Đầu tiên anh muốn hỏi em một chút. Đầu tiên anh muốn hỏi em một chút là tại sao đội em đây là cái đồng phục này ấy. Đã. Là bọn em mua ở đâu ấy? Cái này là áo choàng tắm của Vinpearl Beachfront. Wow, Vinpearl thật là chu đáo vì đã chuẩn bị cho chúng ta những chiếc áo tắm thật là màu sắc và rất là hợp vibe của mùa hè. Đẹp đúng không mọi người? Thì nói chung hôm qua đi chơi thì các bạn không mặc đồng phục, nhưng hôm nay là tự nhiên cái đội này có đồng phục, đấy là bọn em tính toán trước à, hay là kiểu có tính toán lâu không, hay là kiểu hôm nay vừa ngủ dậy cũng bảo nhau là mặc đi? Cái này là bọn em có bảo nhau từ hôm qua là phải làm cái gì đấy gọi là chất. Chất đúng không? Ok. Nói chung là cũng chất rồi, thì ngày hôm nay em kỳ vọng là em sẽ được trải nghiệm chơi những gì ở Vin nhỉ? Kiểu người lớn không chọn mà mình chơi tất được. Đấy là tôn chỉ đúng không? Vâng, rất cảm ơn em vì những chia sẻ vừa rồi. Ok, thì bây giờ chúng ta chuẩn bị gọi là xuất phát thôi nhỉ? Ok, bọn em đã muốn đi chơi chưa nhỉ? Thế thì 1, 2, 3 lên nhạc, let's go! Myself had to double the wealth. Now there's ice on my neck, but the cues don't melt. Been in the rules as a fuel. Cái đầu tiên của chúng ta là dạp chiếu phim bay đây. Quạt trông trông kiểu mình sẽ không bao giờ đi xem phim này khi mình lớn đấy, nhưng mà đây là một cơ hội đúng không? Ra rồi. Phim xong rồi, các em có cảm nhận như thế nào nhỉ? Có thấy ảo diệu không? Mát đúng không? Bây giờ anh xin được phỏng vấn một bạn bất kỳ đi. Bạn nào bây giờ nhỉ? Bạn nào muốn chia sẻ một tí cảm xúc của mình trong khi xem phim không? Ok. Em xem phim xong em thấy nào, nó có đúng là phim bay không? Bay vút luôn anh ơi. Em hơi bị phê. Em phê. Phê không ạ? Nó em chả biết thấy. thấy nó đưa em hết chỗ này chỗ nọ, nói chung là cũng sợ nhưng mà cũng phê. Thế Vinpearl ơi. Mục đích chính mà trước khi em vào ấy, và con thỏ đúng không? Đúng rồi ạ. Rồi nó bảo các thứ em là kiểu nhà gia đình mất tích các thứ đúng không? Rồi vào chiếu toàn phim đúng không?
chuẩn, nó nói hơi nhiều em không nhớ. Nhưng mà nói chung quy lại đây vẫn là một trải nghiệm vui đúng không? Đúng rồi. Vui. Đây chỉ là đầu tiên thôi. Chúng mình sẽ đợi top tiếp theo ra, tại vì các bạn đi đông quá nên là bị chia top. Ok. Đây, nói chung là các bạn ạ, đi chơi với HBDC là không lo gì luôn. Bố mẹ yên tâm ủng hộ cho con đi luôn. Ở đây là một cô phụ huynh của một bạn trong đội Sunlight cũng đang đi du lịch. Và tiện thể là tình cờ gặp các bạn ở đây luôn. Đây thì đang rất là vui. Đây, tất cả thành viên trong đội đều ra có thể chào hỏi cô. Chú yên tâm, đi bọn mình yên tâm, phụ huynh cho an toàn, vui. An toàn là trên hết nhá. Chúng ta đã đủ cái top còn lại đúng không? À đúng rồi. Thì bây giờ nói chung là bọn em vừa chơi một trò đầu tiên xong. Có mệt không? Thế có vui không? Ôi, vui thế này thì lại phải làm cho vui nữa đúng không? Bây giờ chúng ta có một khách mời sẽ đem đến đây một phần quà dành cho các em. Anh ấy là một đại diện đến từ Rapito. Và anh ấy là ai nhở? Đạt nhở? Anh gì nhở? Rapito Nasty. Vâng, hello anh. Thì món quà này nó có được trao đi một cách miễn phí không anh, hay là có phải thử thách tình dục gì không? Thứ nhất là anh đến đây chỉ với một tình yêu và mong các bạn là có thật là nhiều sức khỏe để các bạn có một buổi chơi thật là vui ở tại VinWonder ngày hôm nay. Thì anh có đem đến đây một chút nước để tiếp xúc cho các bạn. Thì các bạn vừa mới trải nghiệm qua phòng chiếu bay và vừa mới trải nghiệm tác phẩm Chú Thỏ Harry và Nhà Ảo Thuật Bị Mất Tích. Thì anh có một số câu hỏi cho các bạn. Nếu các bạn trả lời đúng câu hỏi này thì các bạn sẽ nhận được mỗi người một cốc nước đến từ ban tổ chức của chương trình. Thì sẽ có hai câu hỏi đơn giản, chỉ cần trả lời đúng một trong hai câu hỏi là đã đủ điều kiện để nhận nước rồi. Thì các bạn đã sẵn sàng nhận câu hỏi chưa nhở? Ok, thì anh sẽ có câu hỏi thứ nhất. Đấy là khi các bạn vào trong phòng chiếu bay thì các bạn sẽ thấy có một chú thỏ là người dẫn chuyện cho các bạn. Thì câu hỏi thứ nhất được đưa ra đấy là nơ của chú thỏ màu gì? Ai tự tin trả lời đúng ạ? Ok, bạn này giơ tay đầu tiên. Xin mời em trả lời. Em thưa anh là chú thỏ có nơ màu xanh dương ạ. Xanh dương, liệu đó có phải là một câu trả lời chính xác hay không? Xin mời anh Huy Ti. Thực sự là tôi quá bất ngờ khi mà họ để ý được cái nơ của con thỏ là màu xanh dương. Chúng ta sẽ có một câu hỏi nữa. Đương nhiên là các bạn đã nhận được cốc nước này rồi. Nhưng mà có một câu hỏi nữa để xem các bạn là có để ý đến thế không. Đấy là mức truy nã của nhà ảo thuật bị mất tích là bao nhiêu tiền? Là cái giải thưởng nếu bắt được cái nhà ảo thuật đấy là bao nhiêu? Trong phòng chiếu phim đấy có dán rất nhiều lệnh truy nã và có giá tiền cho tiền thưởng. Thì các bạn có biết đấy là bao nhiêu tiền không? Ôi tịt rồi. Ok. Nếu như các bạn không biết thì nếu có cơ hội quay trở lại thì nó sẽ là phần thưởng là 100 củ cà rốt đến từ chú thỏ Harry. Thì ok, thì dù sao thì các bạn đã trở đúng câu đầu tiên. Thì anh xin gửi đến cho các bạn 13 cốc nước tương đương với 13 người trong đoàn của ngày hôm nay. Yeah. Cảm ơn tất cả các bạn. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với địa điểm vui chơi thứ hai, đó chính là Tata World River Adventure. Wow! Nói chung là nghe River Adventure là nghe là trên sông nước. Sông nước rồi đúng không? Đấy, nói chung là không biết có bị ướt quần áo không nhỉ? Các bạn cẩn thận nhá. Nếu mà muốn... Không sao, các bạn đi mặc áo tắm rồi mà. Có áo tắm rồi mà đúng không? Giáp rồi. Ok, thế thì chắc là không phải chần chờ gì nữa mà đi thôi nhỉ? Chiến luôn thôi nhỉ? Thôi, anh em cắt đường ra khơi đây. Dành cho team mình được vé đi VinWonder em thấy rất vui, rất xứng đáng. Rất xứng đáng à? Rất xứng đáng luôn. Ở đây rất bất ngờ, mình rất nhiều trò chơi. Là vô cùng thích.
Vin Wonder number one. Ok, và bây giờ chúng ta đã đến điểm kết cuối cùng rồi, và chúng ta đang ở vườn sương rồng đây. Bên này và bên này, và ngay tại đây, ngay tại đây, trước khi mà mọi người tham quan thăm thú cái thoải mái thì ban tổ chức có một thử thách nhỏ. Cái này rất nhỏ thôi, cực nhỏ, mini. Cái thử thách này rất đơn giản thôi, đấy là mọi người sẽ cùng nhau tìm một địa điểm mà mọi người thấy nó hợp với cái style và cái vibe của mọi người nhất. Và không nắng thì tốt hơn nhá, anh hơi lo cho sức khỏe của... Xong hãy tìm một người bạn may mắn trong đội để up lên TikTok của bạn ý. Xong có hashtag không bạn nhỉ? Thôi chỉ cần up lên... Insta Story nhỉ? Insta Story. Ở Insta Story, xong rồi tag HBDC vào. Sau khi mà bọn em đã hoàn thành xong thử thách rồi thì chúng ta sẽ có một phần thưởng rất là iconic. Nó không phải như cái phần thưởng... nước uống hay đồ ăn gì mà nó sẽ là một phần thưởng mà bạn sẽ dùng được. Sẽ là dùng được, rất là iconic. Ok. Ok, các bạn có 15 phút okay. nha. Chúng ta có 15 phút. Nice young so on the track is jam packed playing it back to back. Yes, your time to forget the stress. Just one life baby we be on bliss. Ok, mọi người đã đăng tải hết clip xong rồi đúng không? Vậy là các bạn đã hoàn thành xuất sắc thử thách vừa rồi, bây giờ tự cho một tràng pháo tay đi nào. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách cuối cùng. Cuối cùng của ngày hôm nay. Đó chính là thử thách chơi tự do. Và trước khi chơi tự do thì ở đây, như đã hứa, đây là phần quà đến từ ban tổ chức dành cho bọn em, những chiếc khăn HBDC. Đây. Mong là các em sẽ luôn mang một tinh thần rất trẻ của HBC đến với đây. Tiếp theo nhá. Phát này. Đây. Ok. Đây mọi người ơi, chia nhau luôn giúp anh nhá. Ok, bây giờ thì trước khi mà chúng ta đến với tiết mục chơi tự do thì cho hai anh tour guide xin một tấm ảnh với các em làm kỷ niệm nhá. Ok. À, mình sẽ chụp ảnh dưới vòng quay mặt trời tại đây. Vin Wonder nhá. Trông nó gọi là quá đồ sộ luôn. No está a mi lado, pienso me sonrío. El mundo da vueltas, malas y buenas, te quiero de vuelta. Si me dice otra vez, seré mejor que fui ayer. Borrón y cuenta nueva, cero de mala vibra, serte fiel. Si dicen por ahí, no saben nada de mí. Pásate muy feliz, bang bang. Ma chérie, shalalalala. Give me, don't stop. Don't throw the love in the lava basura. Pick it up, don't drop. No.